chín hết cây. Nhưng mà cũng có nhiều trái mới. Đó. Đó, thanh long nè, đó. Đi chỗ khác. Có hồn có thấy thanh long cũng nghĩ gì đi đâu. Đi chỗ khác. Gần gần vô đây cái. Đi chỗ khác đây nè. Đó. Thanh long đó, này người phụ nữ đó, thấy ghế không đó. Ham hố chụp hình nè, không tôi không có cho chụp hình. Đó, tôi không có cho chụp hình. Đó, đây là Ngọc Châu. Đó. Đó, cái bản mặt Kali nè, đó, bản mặt Kali nè, đó, Kali. Thanh Bình, Thanh Bình em muốn nói gì với Kali hả Thanh Bình? Trời ơi. Trời ơi, nghe livestream cái Cam Thơ chạy ra kìa. Ở đây nè. Ủa quên cho tôi đứng chứ. Thôi chị điện, tôi chụp xong nó lên tấm hình này. Có anh chú. Hôm nay tới nhà của chị Hà rất là vui. Đồ ăn thức uống, đây là cái bếp. Rồi thì rất là thích vườn thanh long của chị Hà và anh Hữu. Nó rất là đẹp, thanh long rất là ngọt. Ngọt ơi là ngọt, ăn mà trời ơi mê ly luôn. Tôi nói bây giờ là về Việt Nam mà chỉ lăn thôi. Trời ơi, mới vừa tham gia chương trình giỗ tổ xong. Chị Lâm Thu Thủy ơi, chị ốp em về đi. Bây giờ em về hết nổi rồi, bây giờ em chỉ lăn thôi, em đi không nổi nữa chị ơi. Chị có đồ ăn nè. Một mình thằng Hiệp ăn hết á, trời đất ơi. Ấy Xuân ăn cái gì đi Ấy Xuân. Con gái mà con gái mà con gái mà con chạy. Ấy Xuân. Nghe quay. Nghe quay với cốc tỏi xong mày uống hả ba chai rượu. Hello San Khu Mê Trai. Mê Trai Ring là gì? Đó. Anh làm quá. Đồ ăn. Tôi nói đồ ăn. Đây là những chàng trai. Đồ ăn. Đây nè, có một bình hương á, đó một bình hương mà ăn hết cái dĩa cái gà này, thấy ghê không? Đó, thấy ghê không? Đó, thấy không? Thấy luôn anh. Thanh long nè, đó rất là ngon. Thanh long nhà vườn. Ui da, chết cha. Các ai muốn ăn thanh long không? Qua Hiệp gửi về nè, thanh long nè, ngon ghê chưa? Mới vừa hái trên cây luôn. Đó. Đó, thấy chưa? Thấy chưa? Cũng chọc ghẹo người ta, thấy chưa? Cũng chọc ghẹo người ta nè, đó, thanh long rất là bự. Đó. Đây nè, thấy hấp dẫn chưa? À, sát thủ mê trai hả? Trời ơi, sao em đặt tên ngầu vậy? Sát thủ mê trai. Dữ vậy ta? Nè, nhìn hấp dẫn chưa? Quá đã phải không? Mới vừa hái xuống luôn. Đâu, trái này nè, trái là bự nè. Trái này bự. À, rất là bự. Lát canh bánh trái bự mình xin. Cái trái kia cũng bự. Trái kia bự, sắc trái. Sắc trái anh chị. Chị. Đây là chủ nhà, đây là anh Hữu. Cái giường vườn đừng có nói cái giường. Vườn thanh long là một tay. Có thể cho xăm cái giường được không? Cái vườn một tay anh Hữu. Hai tay chân. Ủa em làm gì vậy em? Anh làm gì vậy em? Làm gì đi theo em ngồi vậy em? Em không có thích anh. Trời, em không có thích em. Em nói là em không có thương anh mà anh tiền quá vậy bà. Đó, nhưng mà anh đâu có. Nè Thơ muốn lên riêng Thơ nói gì đi Thơ. Biết sao không? Thôi. Có đang quay tôi không vậy? Không biết có quay không mà có hình trên đó. Có quay không vậy? Các bạn biết bà đang làm gì không? Biết bà đang làm gì không? Bà làm cho tiêu để cho bị văn nữa. Thôi hát bài đi. Hello Đạt. Vô Đạt ơi. Vô nha. Đạt ơi, Đạt vô danh nha Đạt. Hôm nay sao nãy giờ tôi hỏi
vô nè Đạt ơi, thèm bia quá Đạt ơi, vô nha. Đã quá Đạt ơi. Thường Ly ơi, em ăn hoài vậy Ly. Thơ hát bài thơ. Thơ hát bài thơ. Hát bài đi. Hát bài cô bé Liên Xô ơi. Hát bài đi. Hát hả? Ừ. Bà bệnh dễ sợ. Bà bệnh dễ sợ. Bà bệnh dễ sợ luôn rồi. Hello Phạm Đức Long. Cái gì kỳ vậy? Tự nhiên đang quên tôi. Hello Phạm Đức Long. Kệ tôi đi, tôi nói gì kệ tôi đi. Hello Phạm Đức Long. Thân vô thường. Ồ, thân vô thường. Chánh Phước Toàn. Chánh Phước Toàn. À, Ê Sa Như Trần. Ê Sa Như Trần. Đạt ơi, vô, vô Đạt ơi. Đạt ơi, vô Đạt ơi. Hát bài đi. Hát bài đi. Cho tôi hát bài đi. Cho tôi hát bài đi. Hát bài xà phú, xà phú đi. Hát bài xà phú, xà phú đi. Anh cứ đi đi. Nữa. Tốt ngày. Tốt ngày yêu cầu anh cứ đi đi hoài. Hát bài đó tôi mới về, tôi bà được. Diamond Ruby. Rồi. Có xe hàng không nhau. Lên lên coi cũng bị nhớ tên. Chuối đâu. Nhớ quá. Phạm Đức Long ơi, giờ này em thấy anh em buôn bán được quá, chúc mừng em nha. Hello Nghi Nghiêu, Nguyễn Mulody, kìa Quỳnh Trâm chào chị kìa, chào chị Khánh Lý kìa. Hello Tùng Quỳnh, hát đi chị kìa. Cẩm Thơ hả? Thân vô thường kêu hát đi kìa nhá. Thân vô thường hả? À. Kelly xấu quá kìa, sao nay chị xấu quá kìa. Quỳnh Trâm ơi, em phải nói sự thật. Kelly mà đẹp cái gì? Kelly hôm nay xấu quá, đẹp đâu mà đẹp. Chị làm xấu đi đó em. Không có. Nó khen chị đẹp, không đẹp quá. Cái gì gọi là gì ta nói gì vậy? Không phải đẹp, đẹp gọi là gì nè? Hương Hương Bo Bo nè, đó bà thẳng đây, bà thẳng đây nè, Hương Bo Bo. Đẹp nó sai sự thật. Chào Nguyễn Đức Hạnh, chào Thiều Dương.